Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì em sẽ review tới cả nhà sản phẩm hồng sâm củ khô 600g của nhà máy HG Bio sản xuất. Sản phẩm này còn được biết đến với tên gọi là Korea Red Ginseng Special. Như cả nhà đang nhìn thấy thì sản phẩm sẽ được đặt ở trong một hộp màu đỏ như thế này ạ. Trông rất là sang trọng và lịch sự. Sản phẩm được làm từ hồng sâm 6 năm tuổi với chứng nhận HACCP đạt chuẩn nên là cả nhà hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng nhé. Giờ thì em sẽ mở hộp bên trong cho cả nhà cùng quan sát ạ. Sản phẩm hồng sâm củ khô 600g sẽ được đặt ở trong một hộp thiếc hình chữ nhật như thế này. Điều này sẽ đảm bảo được chất lượng sản phẩm tuyệt đối trong quá trình lưu trữ cũng như là vận chuyển ạ. Anh chị và các bạn hãy quan sát chỗ tay em đang chỉ đây nhé. Đây chính là chứng chỉ đạt chất lượng của sản phẩm. Còn số 10 được in trên sản phẩm thì chính là bảng tính số lượng củ sâm. Số càng nhỏ thì số củ sâm càng ít. G chính là một quy chuẩn chất lượng của củ sâm. G càng nhỏ thì chất lượng sâm càng tốt, đồng nghĩa với việc là trọng lượng sâm càng cao và số lượng củ sâm sẽ ít hơn đấy ạ. Ví dụ như là một hộp 600g như thế này thì sẽ là dưới 15 củ. Còn nếu số này mà ghi là 15 thì hộp 600g sẽ là dưới 20 củ cả nhà nhé. Nó sẽ phân từ số 10 đến số 50 như bảng em để trên màn hình ạ. Bên hông của hộp sản phẩm cũng ghi rất chi tiết về thông số của sản phẩm như là ngày sản xuất, hạn sử dụng, tuổi sâm. Mặt đáy của hộp như anh chị có thể nhìn thấy đó chính là mình chỉ cần xoay vuông một góc 90 độ, ấn nhẹ và giật mạnh về phía trước là sẽ mở được ngay thôi anh chị ạ. Bên em thì cũng đã mở sẵn một hộp rồi và giờ em sẽ lấy ra cho cả nhà cùng quan sát nhé. Bên ngoài là hộp thiếc, bên trong lại được đựng trong một hộp gỗ thông. Điều này thể hiện sự đẳng cấp sang trọng của sản phẩm và em cũng không nói quá nhiều nữa ạ. Mở ra sẽ là một lớp giấy nến bọc sản phẩm. Khúc này thì sẽ có mùi thơm dịu nhẹ của sâm bay ra. Thực sự là rất dễ chịu luôn đấy cả nhà. Và đây chính là những củ hồng sâm của chúng ta. Hồng sâm là tên gọi theo cách chế biến của nhân sâm. Nhân sâm tươi được dùng phải trên 6 năm tuổi. Sau khi thu hoạch và rửa sạch sẽ hấp chín từ 50 đến 90 phút. Sau đó sẽ đem phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi lượng nước giảm xuống còn khoảng 14%, củ sâm sẽ chuyển sang màu hồng hoặc nâu sẫm. Theo nghiên cứu thì cho thấy rằng lượng saponin chứa trong nhân sâm sau khi trải qua quá trình xử lý sẽ tăng vọt, tạo ra 32 loại saponin, hơn 20 nguyên tố vi lượng, 17 axit amin và các axit béo có lợi cho cơ thể. Những đặc điểm ưu việt này sẽ giúp hồng sâm tiếp cận với nhiều đối tượng người dùng hơn, từ trẻ em đến thanh niên, người cao tuổi hay là người mới ốm dậy đều có thể sử dụng hồng sâm ạ. Đây là một trong những nguyên liệu thực phẩm chức năng cải thiện sức khỏe, có một số tác dụng được ghi nhận rõ ràng như là ngăn ngừa ung thư, hoạt tính hóa khả năng miễn dịch chống ung thư, cải thiện chức năng tuần hoàn não, tăng cường khả năng miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm mỡ và kiểm soát đường huyết, tăng cường chức năng gan, làm chậm quá trình lão hóa và oxy hóa của cơ thể, giúp giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi. Hiệu quả cao trong việc điều trị các bệnh tiền mãn kinh ở phụ nữ và cải thiện khả năng sinh dục của nam giới. Hồng sâm có thể giúp những người mệt mỏi, kém ăn, suy nhược cơ thể hay là làm việc quá sức, nhanh chóng lấy lại được tinh thần sảng khoái và một thân hình khỏe mạnh. Và hướng dẫn sử dụng thì anh chị hãy dùng ngày 2-3 lần, mỗi lần là 1-2 lát và dùng tối đa là 6g một ngày anh chị nhé. Mình sẽ cắt lát để nhai, ngậm hoặc là hấp với mật ong và có thể nuốt cả bã đấy ạ. Anh chị xem video nếu như còn thắc mắc thì hãy liên lạc ngay với em để có thể giải đáp. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.